Bài số 13, chuyện mũi tên, tức tiền thân của Candina, đáng nguyền rủa mũi tên. Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể lại sự cám dỗ của những người vợ trước đối với các tỳ kheo. Câu chuyện này sẽ được kể trong tiền thân Inrisa số 428, chương 8. Thế Tôn nói với tỳ kheo ấy: "Này tỳ kheo, do người đàn bà này trước kia mạng ông bị hoại diệt và bị thiêu sống trong lửa hừng." Các tỳ kheo yêu cầu Thế Tôn giải thích rõ câu chuyện ấy, và Thế Tôn trình bày rõ câu chuyện bị tái sanh che lấp. Thuở xưa, tại nước Ma Kiệt Đà, vua nước ấy đang trị vì ở thành Dương Xá. Đến mùa lúa, các con nai trú ở Ma Kiệt Đà gặp nguy hiểm lớn, vì vậy chúng đi vào con đường núi trong rừng. Tại đấy, một con nai rừng lại luyến ái một con nai cái sống ở một làng biên địa. Khi các con nai từ đường núi về trong thời đi xuống biên địa của làng, vì tâm luyến ái con nai cái ấy, con nai núi đi theo nó. Con nai cái nói: "Chàng là một con nai núi ngu si, tại biên địa của làng có nguy hiểm và có chuyện đáng sợ hãi, chớ đi xuống với chúng tôi." Vì con nai núi có tâm luyến ái, không chịu trở lui, dẫn đi với con nai cái. Người dân ở Ma Kiệt Đà biết thời kỳ các con nai từ đường núi đi xuống và ẩn núp tại chỗ kín bên đường. Trên đường hai con nai ấy trở về, một người thợ săn ẩn núp tại một chỗ kín. Con nai cái đánh được hơi người, biết có người thợ săn ẩn núp nên bảo con nai ngu si đi trước còn mình đi sau. Người thợ săn chỉ với một phát tên bắn ngã con nai tại chỗ. Con nai cái biết con nai rừng bị bắn trúng liền nhảy lên chạy như gió. Người thợ săn ra khỏi chỗ ẩn núp, lột da con nai núi, nhang lửa và nướng thịt nai ngon ngọt trên đống than cháy không ngọn. Sau khi ăn thịt uống nước xong, với đòn gánh anh ta mang về phần thịt dư thừa còn máu nhỏ giọt để làm vui lòng mấy đứa trẻ và đi về nhà. Lúc ấy Bồ Tát được sanh là một vị thần ở khu rừng ấy. Thấy sự việc đã xảy ra, Ngài suy nghĩ như sau: "Con nai ngu dại này chết không phải do mẹ, không phải do cha, chỉ do lòng dục. Chúng sanh hưởng lạc thú khi dục mới tượng hình, nhưng rồi sẽ gặp nạn khổ đau, bị chặt tay, bị năm loại khổ đau, bị trói, bị đánh. Làm cho những người khác khổ và chết là điều đáng bị chỉ trích ở trong đời này. Quốc độ nào có nữ nhân hoành hành ra mệnh lệnh, quốc độ ấy bị nữ nhân lãnh đạo là điều đáng chỉ trích. Những chúng sanh nào chịu để cho nữ nhân chi phối thật đáng bị chỉ trích." Trong khi các vị thần nhân khác nói lời tán thán và cúng dường hương hoa vân vân, Bồ Tát tóm thâu ba lời chỉ trích trong một bài kệ, khiến toàn khu rừng ấy vang lên âm thanh dịu ngọt. Ngài thuyết pháp với bài kệ này: "Đáng nguyền rủa mũi tên bắn người gây thống khổ, đáng nguyền rủa quốc độ do nữ nhân lãnh đạo, đáng nguyền rủa chúng sanh chịu thần phục đàn bà." Như vậy, với một câu kệ, cả ba lời chỉ trích được Bồ Tát tóm thâu và toàn khu rừng vang dậy lời thuyết pháp khi Bồ Tát thuyết giảng với uy lực của Đức Phật. Bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, liền giảng về bốn sự thật. Cuối bài thuyết giảng, vị tỳ kheo ái luyến chứng quả dự lưu. Bậc đạo sư kể hai câu chuyện kết hợp chúng với nhau và kết luận với sự nhận diện tiền thân. Thời ấy, con nai rừng là vị tỳ kheo luyến ái, con nai cái là vợ trước của vị tỳ kheo. Còn vị thần thuyết pháp nêu rõ tội lỗi của dục tham là ta vậy. Bài số 14, chuyện con nai gió, tức tiền thân Vatamiga, không gì ác hại hơn. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về trưởng lão Kula Penda Pitika Tisa. Theo truyền thống, khi bậc đạo sư ở tại Trúc Lâm gần Dương Xá, con trai một gia đình triệu phú giàu có tên là Tisa Kumara. Một hôm đi đến Trúc Lâm nghe bậc đạo sư thuyết pháp, Tisa về nhà xin phép xuất gia nhưng cha mẹ không bằng lòng. Tisa Kumara bèn chịu nhịn đói trong 7 ngày như Ratapala, tức kinh Trung Bộ số 83, và được cha mẹ chấp thuận xuất gia với bậc đạo sư. Độ nửa tháng sau khi truyền giới xuất gia
cho Tisakumara bậc đạo sư từ Trúc Lâm đi đến Kỳ Viên. Tại đấy, vị thiện nam này theo 13 hạnh đầu đà dùng thời gian khất thực từng nhà ở sát vệ. Với danh xưng trưởng lão Kula Pindapatika, vị ấy trở thành sáng chói trong giáo pháp bậc đạo sư như mặt trăng giữa bầu trời. Trong khi ấy, tại Dương Xá, nhân một ngày hội lớn được tổ chức, cha mẹ của trưởng lão lấy đồ trang sức mà con thường dùng trong khi còn ở nhà bỏ vào trong một cái hộp bạc đặt trên ngực, vừa khóc vừa nói như sau: "Trong các ngày hội vui khác, con chúng ta thường mang những đồ trang sức này. Sa môn Cù Đàm đem đứa con một của chúng ta đi đến thành Xá Vệ. Nay con chúng ta ngồi ở đâu, đứng ở đâu?" Một kỹ nữ có nhan sắc đi đến gia đình ấy, thấy vợ nhà triệu phú khóc, liền hỏi vì sao bà khóc. Bà kể lại câu chuyện. Người kỹ nữ thưa: "Thưa bà, con trai bà ưa thích gì?" "Nó ưa thích thứ này, thứ này." "Nếu bà cho con chủ quyền hoàn toàn trong gia đình này, con sẽ đem con trai bà về." Bà vợ triệu phú chấp thuận lời đề nghị, cho tiền phí tổn, tiễn kỹ nữ đi với tùy tùng đông đảo. "Hãy đi và dùng sức mạnh của mình đem con ta về." Người kỹ nữ ấy ngồi trong xe có màn che đi đến Xá Vệ, tạm trú tại con đường trưởng lão thường đi khất thực. Nàng được dây quanh với đoàn tùy tùng của mình và không cho trưởng lão thấy những người cùng đến từ gia đình triệu phú. Khi trưởng lão bắt đầu đi vào đường này khất thực, nàng dùng thìa, dùng bát cúng dường đồ ăn, trói buộc trưởng lão với lòng tham dị, lần lượt mời trưởng lão vào ngồi trong nhà và cúng dường đồ ăn. Khi biết trưởng lão đã bị mình chinh phục, nàng giả đau nằm ở trong phòng. Trưởng lão trong khi đi khất thực từng nhà, đến tại cửa nhà nàng. Người hầu cầm lấy bình bát của vị ấy và mời vào ngồi trong nhà. Sau khi ngồi, trưởng lão hỏi: "Nữ cư sĩ ở đâu?" "Thưa tôn giả, nữ cư sĩ bị đau và mong muốn được thấy tôn giả." Bị trói buộc bởi lòng tham vị ngon, phá hoại giới cấm mình đã chấp nhận, trưởng lão đi vào phòng ngủ của nàng. Sau đó, nàng kể lại nguyên do nàng đến đây cám dỗ vị ấy, trói buộc vị ấy với lòng tham vị, khiến vị ấy từ bỏ sự xuất gia, đặt vị ấy vào trong thế lực của mình và đưa vị ấy ngồi trong xe với đoàn tùy tùng đông đảo đi về Dương Xá. Sự việc này được lan truyền rộng rãi. Các tỳ kheo ngồi trong pháp đường nói chuyện này: "Này chư hiền giả, một kỹ nữ có nhan sắc đã trói buộc trưởng lão Kula Pindapatika với lòng tham vị ngon đã đem trưởng lão đi." Bậc đạo sư đi đến pháp đường ngồi xuống trên bảo tọa được soạn sẵn và hỏi chuyện gì đang được các tỳ kheo bàn. Các tỳ kheo ấy thuật lại chuyện ấy. Bậc đạo sư nói: "Này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ tỳ kheo này bị trói buộc bởi lòng tham dị đã rơi vào thế lực của nàng, mà thuở trước kẻ ấy cũng đã rơi vào thế lực của nàng." Rồi Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, có một người giữ giường tên là Sanasa. Một con nai gió đi đến khu giường ấy, thấy Sanasa liền bỏ chạy. Sanasa không làm nó sợ hãi, cho nó thoát đi. Con nai ấy tiếp tục đến và thường đi qua lại trong khu giường. Người giữ giường thường hái các loại hoa quả trong giường và hàng ngày dâng vua. Một ngày kia, vua hỏi: "Này Khanh, Khanh có thấy sự việc gì lạ ở trong khu giường không?" "Tâu đại dương, con không thấy gì khác. Con chỉ thấy một con nai gió đi đến, đi qua, đi lại trong khu giường." "Khanh có thể bắt nó được không?" "Nếu được một chút mật ong, con có thể dẫn nó đến ngay trong nội cung." Vua bảo cho kẻ ấy mật ong. Người giữ giường lấy mật, đi đến khu giường tại chỗ con nai gió thường đi. Kẻ ấy bôi cỏ với mật và ẩn núp. Con nai đi đến ăn cỏ có dính mật, bị trói buộc bởi lòng tham dị, không đi chỗ khác, chỉ đến khu giường. Người giữ giường biết được con nai đã tham đắm cỏ dính mật, liền dần dần xuất đầu lộ diện. Những ngày đầu thấy người giữ giường, con nai ấy liền bỏ chạy, nhưng rồi thấy luôn nó khởi lòng tin
dần dần đến ăn cỏ đặt trong tay người giữ giường. Người giữ giường biết đã lấy được lòng tin của con thú ấy, bèn rải trên đường những cành lá non dày như tấm thảm cho đến nội cung, hoàng bên nách một hũ đựng mật, dắt một nắm cỏ vào thắt lưng, rải cỏ có dính mật trước mặt con nai và đưa nó đến tận nội cung. Khi con nai đã vào tận nội cung, họ đóng cửa lại. Con nai thấy người hoảng hốt sợ phải chết, cứ chạy qua chạy lại trong nội cung. Nhà vua từ lâu đài đi xuống, thấy con nai hoảng sợ liền nói: "Con nai gió này cả một tuần không đi đến chỗ nó thấy người, trọn đời không đi đến chỗ nó sợ hãi. Con vật sống nơi rừng rậm ấy bị trói buộc bởi lòng tham dị, nay đã đi đến cảnh ngộ như vậy. Thật vậy, không có gì ác độc hơn là lòng tham dị ở đời." Rồi với bài kệ này vua thuyết pháp: "Không gì ác hại hơn, truyền thuyết nói là vậy. Ở nhà hay với bạn, san ra xa với vị, chinh phục con nai gió chỉ nương tựa núi rừng." Sau khi nói vậy, vua liền thả con nai ấy về rừng. Bậc đạo sư nói: "Này các tỳ kheo, người kỹ nữ có nhan sắc ấy không phải chỉ nay mới trói buộc vị ấy với lòng tham dị và chinh phục vị ấy, nhưng trong thời quá khứ cũng đã làm như vậy." Sau khi thuyết pháp thoại này, Thế Tôn kết hợp hai câu chuyện với nhau rồi kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau: thời ấy Sanjaya là kỹ nữ có nhan sắc, con nai gió là Quinla Binpatika, còn Yubala Nại là ta vậy. Bài số 15: Chuyện con nai Kharadisa, tức tiền thân của Kharadisa. Khi nai có 8 móng. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỳ kheo khó bảo. Theo truyền thuyết, vị tỳ kheo khó bảo không chấp nhận lời khuyến giáo. Vì thế bậc đạo sư hỏi: "Này tỳ kheo, có thật chăng ông khó bảo không chấp nhận lời khuyến giáo?" "Thưa thật vậy, bạch Thế Tôn." Thế Tôn nói: "Thuở xưa vì khó bảo ông không chấp nhận lời khuyến giáo của bậc hiền trí nên bị bắt trong bẫy sạch và mạng sống bị diệt vong." Nói vậy xong, Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con nai, với đàn nai dây quanh sống ở trong rừng. Một con nai chị đưa đến một con nai con và nói: "Này em, đây là cháu của em, hãy dạy nó học những sự khôn ngoan của loài nai." Bồ Tát nói với con nai cháu: "Vào giờ ấy hãy đến học." Nhưng con nai cháu không đến vào giờ hẹn. Một ngày như vậy, 7 ngày cũng như vậy, bỏ qua 7 lời khuyến giáo, nó không đến học sự khôn ngoan của loài nai. Và cuối cùng, khi đi lang thang đây đó, nó bị bắt trong một cái bẫy. Mẹ nó đến hỏi Bồ Tát: "Này em có dạy cho cháu những sự khôn ngoan của loài nai không?" Bồ Tát nói: "Đừng nghĩ đến con nai không chấp nhận khuyến giáo ấy nữa. Con của chị không học những sự khôn ngoan của loài nai, nay em không còn muốn khuyến giáo nó nữa." Bồ Tát đọc bài kệ này: "Khi nai có 8 móng, với sừng chĩa nhiều nhành, lại có 7 mưu chướng để tự cứu lấy mình, ta không dạy nó nữa, hỡi Khara đi xa." Rồi người thợ săn giết con nai bị bắt trong bẫy ấy và mang thịt về. Bậc đạo sư nói: "Này tỳ kheo, không phải chỉ nay ông mới khó bảo, thuở trước ông cũng khó bảo như vậy." Thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và kết luận với sự nhận diện tiền thân: thời ấy con nai cháu là tỳ kheo khó bảo, con nai chị là Upalavana tức liên hoa sắc, còn con nai khuyến giáo là ta vậy. Bài số 16: Chuyện con nai có 3 cử chỉ, tiền thân của Tipala Thamiga. Nai với 3 cử chỉ. Câu chuyện này khi ở tại tịnh xá Badagrika ở Kosambi, bậc đạo sư đã kể về trưởng lão Rahula tức La Hầu La ham học các học giới.
Một thời bậc đạo sư trú ở điện Agalava gần thành Alavi. Nhiều nữ cư sĩ và tỳ kheo ni thường đến tinh xá để nghe pháp. Thuyết pháp được tổ chức ban ngày, nhưng sau một thời gian các cư sĩ và các tỳ kheo ni không đi nữa, chỉ có tỳ kheo và nam cư sĩ. Từ đấy thuyết pháp được tổ chức ban đêm. Sau buổi thuyết pháp, các tỳ kheo trưởng lão đi về chỗ ở của mình, còn các tu sĩ trẻ nằm tại phòng giảng với các nam cư sĩ. Khi họ ngủ, một số nằm ngáy khò khò và nghiến răng, một số chỉ nằm một lát rồi dậy, nhìn thấy sự kiện không thích đáng ấy và báo cáo lên Thế Tôn. Thế Tôn chế ra học giới như sau: tỳ kheo nào nằm ngủ với người chưa được thọ đại giới là phạm tội Pasitisa, tức ba vật đề, tội phải thú nhận trước tăng chúng. Rồi Ngài đi đến Kosambi. Lúc bấy giờ các tỳ kheo nói với tôn giả La Hầu La: Hiền giả La Hầu La, Thế Tôn đã đặt ra học giới, hiền giả hãy tìm chỗ ở của mình. Lúc trước vì kính trọng Thế Tôn, vì tôn giả tha thiết học hỏi các học giới, các tỳ kheo ấy đã tiếp đón La Hầu La như vào nhà của mình, đã soạn một chiếc giường nhỏ và cho tôn giả một cái y làm gối. Nhưng hôm ấy các tỳ kheo vì sợ vi phạm học giới nên không cho La Hầu La chỗ ở. Hiền giả La Hầu La không đi đến Thế Tôn là phụ thân của mình, cũng không đi đến Xá Lợi Phất là vị tướng quân chánh pháp và là vị giáo thọ sư của mình, cũng không đi đến Đại Mục Kiền Liên là bậc sư trưởng của mình, cũng không đi đến trưởng lão Ananda là chú của mình, lại đi vào phòng vệ sinh của Thế Tôn như thể đi vào cung điện Phạm Thiên và trú ở đấy. Trong phòng vệ sinh của Đức Phật, cửa luôn luôn khéo đóng, nền làm bằng đất thơm, hoa và dòng hoa kết thành dòng dọc theo những bức tường. Suốt đêm có cây đèn thắp sáng. Hiền giả La Hầu La không vì cảnh sang trọng này mà trú ở đấy, chỉ vì các tỳ kheo bảo tìm lấy chỗ ở, chỉ vì tôn trọng lời khuyên bảo, vì muốn học tập nên trú ở chỗ ấy. Thỉnh thoảng các tỳ kheo thấy tôn giả từ xa đi đến, vì mục đích thử thách thường quăng bên ngoài cái cán chổi hay một ít rác, chờ khi La Hầu La đi đến liền hỏi: Hiền giả, ai quăng đồ rác này? Khi được nghe chính La Hầu La đi qua đường này, La Hầu La không nói: Thưa tôn giả, tôi không biết việc này. Trái lại, La Hầu La thường dọn rác ấy đi, khiêm tốn xin lỗi, và sau khi được tha lỗi mới đi. Vì mong muốn học tập như vậy nên La Hầu La mới trú tại chỗ ấy. Rồi trước khi rạng đông, bậc đạo sư đứng trước cửa phòng vệ sinh và đằng hắn. Tôn giả đằng hắn lại: Ai đó? Con là La Hầu La. Rồi tôn giả đi ra đảnh lễ: Này La Hầu La, sao con nằm ở đây? Vì không có chỗ ở, bạch Thế Tôn, trước đây các tỳ kheo cho con ở chung, nay vì sợ phạm tội không cho con chỗ ở, nghĩ rằng đây là một chỗ không gia chạm một ai nên con nằm ở đây. Thế Tôn xúc động mạnh vì chánh pháp, suy nghĩ: Với La Hầu La các tỳ kheo còn dứt bỏ như vậy, thì đối với các lớp chúng trẻ mới xuất gia, có gì họ không làm được. Buổi sáng sớm, Thế Tôn cho họp các tỳ kheo và hỏi tướng quân chánh pháp: Này Xá Lợi Phất, ông có biết nay La Hầu La trú tại chỗ nào không? Bạch Thế Tôn, con không biết. Này Xá Lợi Phất, La Hầu La đang ở trong nhà vệ sinh. Này Xá Lợi Phất, nếu các ông dứt bỏ La Hầu La như vậy, thì đối với các lớp trẻ mới xuất gia, có gì các ông không làm được? Nếu sự việc là vậy, những ai xuất gia trong giáo pháp này sẽ không ở lại. Bắt đầu từ hôm nay, các ông được phép cho người chưa thọ đại giới ở chung một hay hai ngày. Đến ngày thứ ba, cho họ ở ngoài, sau khi biết chỗ ở của họ. Sau khi thêm điều khoản phụ này, Thế Tôn chế định học giới. Lúc bấy giờ các tỳ kheo ngồi trong pháp đường tán thán đức hạnh của La Hầu La: Thưa các hiền giả, hãy xem La Hầu La tha thiết học tập như thế nào. Khi được hỏi chỗ ở của mình, La Hầu La không nói:
ta là con Đức Thế Tôn. La Hầu La không chống đối một tỳ kheo nào, nhưng đã đến ở phòng vệ sinh. Khi các tỳ kheo đang nói như vậy, bậc đạo sư đến tại pháp đường, ngồi xuống bảo tọa có trang hoàng và hỏi: "Này các tỳ kheo, các ông nay ngồi ở đây đang nói chuyện gì?" Bạch Thế Tôn: "Chúng con nói đến lòng tha thiết học tập của La Hầu La, không nói chuyện gì khác." Bậc đạo sư nói: "Không phải chỉ nay La Hầu La mới tha thiết học tập, mà trước kia khi làm bàn sanh cũng đã tha thiết học tập rồi." Và Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. Thời xưa, một vị vua Ma Kiệt Đà đang trị vì tại Dương Xá. Lúc ấy Bồ Tát sanh làm một con nai, với đàn nai dây quanh sống ở trong rừng. Con nai chị đem con mình đến và nói: "Này em, hãy dạy cho cháu em sự khôn ngoan của loài nai." "Tốt lắm," Bồ Tát đáp lại và nói: "Này cháu thân, hãy đi và vào giờ ấy hãy đến học." Con nai cháu không quên giờ cậu nói, đúng giờ nó đến và học sự khôn ngoan của loài nai. Một ngày kia, khi đi qua lại trong rừng, nó bị mắc vào bẫy sập và thốt tiếng kêu của con thú bị bắt. Đàn nai bỏ chạy, về báo cho nai mẹ biết con nó bị mắc bẫy. Nó đi đến nai em và hỏi: "Này em, cháu đã học sự khôn ngoan của loài nai chưa?" Bồ Tát nói: "Đừng sợ những điềm dữ đến với cháu, nó đã khéo học được sự khôn ngoan của loài nai, nay sẽ đến lượt chị cười rồi đó." Nói vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ này: "Nai với ba cử chỉ, với nhiều sự khôn ngoan, biết dùng chân tám móng, biết nửa đêm uống nước, chỉ với một lỗ tai, thở theo nhịp độ đất, với sáu sự khôn ngoan, cháu tôi thắng người thù." Như vậy Bồ Tát nêu rõ cháu mình đã học tốt đẹp sự khôn ngoan của loài nai và an ủi nai chị. Còn nai con bị bắt trong bẫy sập, không dùng dãy, nằm duỗi chân hết sức thoải mái, theo một bên hông, móng chân cào đất tại chỗ gần chân, hất lên bụi và cỏ, đi tiểu và đại tiện, gục đầu xuống, le lưỡi, làm thân đậm ướt mồ hôi, rồi nó nín thở, khiến bụng trướng lên, trợn mắt, chỉ thở với một lỗ mũi ở dưới, nín thở với lỗ mũi ở trên, khiến toàn thân cứng đờ như con vật đã chết. Vì thế, cho nên các loài ruồi xanh đến bu quanh nó. Chỗ này chỗ kia các con quạ đã đậu xuống. Người thợ săn đi đến, lấy tay vỗ vào bụng nó suy nghĩ: "Con nai này bị bắt hồi sáng, nay đã bắt đầu thối rồi." Kẻ ấy cởi dây trói cho nai và nói: "Này, ta làm thịt nó ở đây và sẽ mang thịt về." Không ngờ vực gì cả, người thợ săn bắt đầu lượm cành cây và lá. Con nai con liền trỗi dậy, đứng lên bốn chân, dùng dãy cái thân, dương cổ, và như đám mây bị gió lớn thổi tan, nó chạy rất nhanh về với mẹ nó. Bậc đạo sư nói: "La Hầu La không phải nay mới ham học, thuở trước cũng đã ham học như vậy." Thuyết pháp thoại này xong, sau khi kết hợp hai câu chuyện, ngài kết luận với sự nhận diện tiền thân như sau: khi ấy con nai cháu là La Hầu La, con nai mẹ là Ulavanna, và con nai cậu là ta vậy.